con cảm thấy cái làn da của mình nó bắt đầu có những cái dấu hiệu nước rồi nó sần sùi và nó cũng có một phần nào đó chảy xệ. Tìm cách để chăm sóc cho cái làn da mình đã bị bào mòn quá nhiều thì nhân đây thì cũng xin gặp chị Mai. Mình cảm thấy rất là hâm mộ với cái nhan sắc của chị trong những cái thời gian qua và mình sẽ đã gọi điện thoại cho chị Mai và nhờ chị tư vấn. Coi thử, dạ. Coi như cái phần mà em điều trị thì em thấy nó như thế nào. Cái phần nửa của mình nó được đẩy lên hết. Cảm giác như nó đã đẩy sát rất là sâu vào.